Ngay khi nói tướng Chân Như như thế, ở thế giới tam thiên đại thiên này, sáu phương biến động. Đông vọt tây chìm, tây vọt đông chìm, nam vọt bắc chìm, bắc vọt nam chìm, giữa vọt bên chìm, bên vọt giữa chìm. Khi ấy các thiên tử cõi dục cõi sắc, dùng bột hương đa yết la, đa ma la, chiên đàn, cõi trời và dùng hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ diệu âm, hoa đại mỹ diệu âm của cõi trời giải cúng Thế Tôn và Thượng Tọa Thiện Hiện rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn rất kỳ lạ chưa từng có, vì Thượng Tọa Thiện Hiện do Chân Như nên từ Như Lai sanh. Bấy giờ Thiện Hiện bảo các thiên tử cõi dục cõi sắc: Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của sắc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do thọ tưởng hành thức nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của thọ tưởng hành thức nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa thọ tưởng hành thức nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của thọ tưởng hành thức nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn xứ nên do Như Lai sanh, chẳng do Chân Như của nhãn xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhãn xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhãn xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của sắc xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa sắc xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của sắc xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do thanh hương vị xúc pháp xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của thanh hương vị xúc pháp xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của thanh hương vị xúc pháp xứ nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhãn giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhãn giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhãn giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của sắc giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa sắc giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của sắc giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do thanh hương vị xúc pháp giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của thanh hương vị xúc pháp giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của thanh hương vị xúc pháp giới nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhãn thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhãn thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhãn thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhãn xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhãn xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhãn xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng do Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa Chân Như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử, nên biết vì Thiện Hiện tôi chẳng do các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sanh,
vì chẳng do chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do địa giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chân như của địa giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa địa giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chân như của địa giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do thủy hỏa phong không thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chân như của thủy hỏa phong không thức giới nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do vô minh nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chân như của vô minh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa vô minh nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chân như của vô minh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa hành cho đến lão tử nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do ngã nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chân như của ngã nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa ngã nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chân như của ngã nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do hữu tình dòng sanh mạng khả năng sanh khỏi sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý sanh nho đồng khả năng làm việc khả năng khiến người làm việc khả năng thọ quả báo cái biết cái thấy nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của hữu tình cho đến chân như của cái biết cái thấy nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa hữu tình cho đến cái thấy nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của hữu tình cho đến chân như của cái biết cái thấy nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do bố thí ba la mật đa nên do Như Lai sanh, chẳng do chân như của bố thí ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bố thí ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bố thí ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do pháp không nội nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp không nội nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp không nội nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp không nội nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do chân như nên do Như Lai sanh.
Vì chẳng do chân như của chân như nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của chân như nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bốn niệm trụ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do thánh đế khổ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của thánh đế khổ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa thánh đế khổ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của thánh đế khổ nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do thánh đế tập diệt đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của thánh đế tập diệt đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của thánh đế tập diệt đạo nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bốn tịnh lự nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do tám giải thoát nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của tám giải thoát nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa tám giải thoát nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của tám giải thoát nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do tám giải